Hơn 500 đoàn viên thanh niên học sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tham gia Ngày hội An toàn giao thông năm 2023 do tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tại quảng trường Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Xuyên Mộc. Chương trình nhằm hưởng ứng tháng cao điểm an toàn giao thông năm 2023, tháng 9, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông, văn hóa khi tham gia giao thông trong đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Ngày hội có chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Đoàn viên thanh niên học sinh tham gia nhiều hoạt động văn nghệ tuyên truyền, các cuộc thi ý tưởng sáng tạo giao thông thông minh, thực hành lái xe an toàn cho học sinh khối trung học phổ thông, vẽ tranh tuyên truyền về an toàn giao thông trước cổng trường, công viên, thay nhớt xe miễn phí, đổi mũ bảo hiểm cũ lấy mũ bảo hiểm mới. Dịp này, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã trao tặng 15 phần quà trị giá 15 triệu đồng cho các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Trao giải cuộc thi bộ ảnh nét đẹp văn hóa giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2023.